Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được test con đẩy MUF mã là XT9.0. Con này phải nói là nó còn quá là mới, quá là đẹp. Đây em test luôn cho anh Bình ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đấy. Phải nói cái chất âm dòng này nó là quá tuyệt vời. Cặp loa em đang phối ghép là cặp loa Deso. Các bác nhìn nhé. Như thế nào để mình thử cái chất âm mộc của nó thì các bác chuẩn bị đây này, hai cái đầu lối chuyển đổi ra hoa sen và cái dây da jack 3.5 thì các bác có thể cắm vào điện thoại hoặc cắm vào máy tính đấy, để các bác lấy cái chất âm xuất âm ra. Có nghĩa là mình không thử qua vang, mình chỉ thử đẩy không thôi. Như thế này người ta gọi là thử cái chất âm mộc đấy. Con này thì không có điểm gì để chê rồi đấy. Giá cả thì cũng chẳng có cái bàn về cái vấn đề gọi là đắt hay rẻ, thì giá em bán ra là quá là hợp lý. Em mặt đằng sau của nó đây nhá, thì cũng giới thiệu qua luôn cho anh em nào mà chưa biết thì có thể tham khảo, còn đối với những anh em nào biết rồi thì có thể bỏ qua. Đây. Hai cái đường này đường lưu trích, mình có thể sử dụng đường lưu trích đấy, hoặc đấu vào cái cọc đây đấy, ở đây nó có đánh dấu này. Đấy, cộng trừ. Và hai cái cọc đỏ này khi mà đánh chế độ dồn kênh nó ghi chữ bright này. Đấy. Thì bên trên là cộng, bên dưới là trừ. Đấy các bạn. Đấu hai cái cọc này là đánh dồn kênh, thì trước khi đấu dồn kênh thì mình phải gạt cái lớp này. Gạt vào chế độ bright. Còn bình thường nếu sử dụng bình thường thì mình đang đánh sitte này, có nghĩa sitte này có nghĩa là cái chất âm của nó thì tất cả nhạc cụ nó có thể nó đánh, nó chạy qua loa này, nó chạy qua loa kia đấy. Còn ở parallel là cái dạng như kiểu mono các bác. Đây, chế độ này là chế độ 4 ohm và 8 ohm. Mình đang chơi loa 8 ohm thì mình gạt về chế độ 8 ohm. Còn cái chế độ này 1.44, 1.0 và 0.77 thì cái này có nghĩa là khi mà 0.77 là to nhất. Đây, gạt về 0.144V có nghĩa là mức bé, rồi là đến mức trung bình, rồi đến mức cao. Có cả limit đấy nhá, nó đang hiện đèn đỏ limit này. Khi mà mình đánh quá công suất, máy nó sẽ tự động nó ngắt các bác nhá, máy sẽ tự động nó ngắt. Còn đây, đây là cái chế độ LPF, nó có nghĩa là đánh những giải thấp. Đây, ví dụ như mình gặp đây nhá, đấy, các bác nhìn gặp đây, đấy, gặp ở đây là chỉ có nghe tiếng gọi là bass thôi. Đấy, nó cũng có tin lời nhưng mà nó lời nó rất là ít. Đây còn HPF này. Đấy, đánh cái này thì chỉ có chung thôi. Đấy. Còn để cái chế độ bypass này mình để chế độ bình thường này, đánh nó full. Đây. Cái dây khủng khiếp. Trước khi gửi đi cho các bác thì em cũng phải đều kiểm tra và test ngon lành. Đấy, xem nó hoạt động như thế nào. Giờ bắt đầu mới gửi đi các bác nhá. Ta biết là con này nó sản xuất năm 2016, còn rất là mới. Chiếc amp này là bằng cái chiếc amp này bằng bi nên bạn lên đâu nó kêu tạch 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 này, bạn rất là sướng tay. Nó rất là khỏe. Đối với cái dòng loa như loa BOB kia là 500W một quả thì khi ghép với con đẩy này thì đánh hai cặp vẫn dư công suất, có nghĩa là hai cặp là tổng là 4 quả vẫn dư công suất.
Còn khi anh em sử dụng súc kép hay là loa JBL725 full đôi đấy thì vẫn cứ là ok, anh thoải mái luôn. Con này nó 24 sò sắt, sò chính, sò Mexico và bù áp là 16 sò than Toshiba. Máy nó còn quá mới như này, khi sử dụng thì mình quá là yên tâm. Cái nhất về cái độ bền thì con này thì khi mình sử dụng máy nó còn mới thì cái độ bền tuổi thọ của nó, các bác cứ chơi mỹ mãn không phải bây giờ nghĩ. Còn về cái chất âm, dòng này thì không cần phải quảng cáo nữa rồi, hàng xịn mà. Đấy, nó sản xuất theo công nghệ của Mỹ, thương hiệu MOF này là rất là nổi tiếng nha các bác nhé. Hiện tại em vẫn còn một con TX7.0, con này thì mức giá rẻ hơn 6.200.000, rất là hợp lý cho những bác thích chơi những dòng đẩy sò sắt, hàng thương hiệu còn đẹp mà mới mức giá rẻ. Clip này thì em xin ngắn gọn tại đây, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, trên Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại.